ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមន់ខ្មៅតាមពិតទៅមន់ខ្មៅនេះមានចំនួន1ប៉ុន្តែខ្ញុំកាត់យកតែស្លាបជាមួយនឹងទ្រូងបន្តិចហើយនឹងជើងហើយផ្នែកខាងកយកមកធ្វើស៊ុបថ្នាំចិនថ្ងៃនេះបងប្អូននៅខ្ញុំផ្ដាសាយខ្ញុំត្រូវយកមន់ខ្មៅដើម្បីធ្វើស៊ុបជាមួយនឹងថ្នាំចិនរបស់យើងនេះមើមថ្នាំចិនខ្ញុំទិញចំនួនមកកញ្ចប់នេះចាំមើលជាក់ស្ដែងសិនចាំខ្ញុំមកកាត់កញ្ចប់នេះបើសិនជាច្រើនពេកខ្ញុំដាក់ទៅពីកណ្ដាលទេព្រោះអីសាច់មន់ខ្ញុំមានតែមួយចំហៀងខ្ញុំមាននេះបងប្អូននេះជាឆៃថាវឆៃថាវពូជនឹងពូជមកពីណាទេប៉ុន្តែគេដាំនៅមណ្ឌលគិរីចាខ្ញុំមានខ្ទឹមសប្រភេទនេះ3ដុំ3កំពឹសហើយជាពិសេសបងប្អូននេះដើម្បីបំបត្តិការផ្ដាសាយខ្ញុំត្រូវបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ញីនេះខ្ញីនេះខ្ចីល្អណាស់ហើយនឹងនេះអានេះជាមើមឈូកអានេះមិនមែនជាប្រភេទកៅឈូកទេកៅឈូកយើងយកមកឆាទូចទូចវែងនេះផ្សេងអានេះជាមើមឈូកកមួតរៀងកមួតកមួតណាហើយខ្ញុំដាក់ការ៉ុតខ្លះខ្លះមកចាជាដំបូងយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះដើម្បីស្រុះមន់ខ្មៅនេះឲ្យវាបាត់បំបាត់ក្លិនណាចាយើងស្ងោរសាច់មន់នេះស្រុះសាច់មន់នេះចំនួន3-4 នាទីបានហើយចាបងប្អូនអាកាសធាតុប្រែប្រួលឆាប់រហ័សពេកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំផ្ដាសាយធំឈឺកផងក្អកផងគេញ៉ាំបាននេះបងប្អូនហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើស៊ុបថ្នាំចិននេះដើម្បីឲ្យវាធូរច្រមុះហើយជាស៊ុបដែលប៉ូវកម្លាំងផងដែរកាលណាយើងផ្ដាសាយបងប្អូនផ្ដាសាយវាអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយដឹងយ៉ាងម៉េចបានចេះតរោមរឹតខ្លួនមែនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើស៊ុបនេះដើម្បីបើកម្លាំងចាបានមួយសន្ទុះហើយយើងត្រូវស្រង់តាក់មួយឡែកមកចំពោះការ៉ុតខ្ញុំត្រូវដាក់តម្រូវនឹងសាច់មន់យើងមានមកចំហៀងខ្ញុំត្រូវដាក់ពាក្យកណ្ដាលហើយខ្ញុំយកមកដុំប៉ុណ្ណេះហើយ
chân nè chim năm chân mơm năm chân cha bông bông bơ sân đi khơi à so so nè đi tơ lông tí nè vi tràn pế chưng đạ ta pịt cần ta ban hay rồi ấy chưng miên mơm chục nè nè miên mơm chục hay nưng cà rốt rồi chưng đạ ta bông bông nè bằng ai thế nè nó cho cái chọc tôi thường đá cái dân đã bị cần đá thế nè chà dương liêng ở mặt trai miền khlân ấy dương liêng chợt về bị bị đong thế nó liêng tròn về bị đong chà chưa tầm bố nhưng trời đã prank chà chô bằng tay chạy tầm tích bà lên á cũng ai chạm phải đi tầm loạn khlanh chạy dừng đặt tâm hai đo ngay chỗ chạy dân khơi riêng cả hôm cả lạp đẹp này hái dân chặt được châu đó không ổn tất dân đã tâm đi sấn mình tập máu dân đã mơm thăm chân từng oan đi châu nó chà này dùng vừa tận này ở bụng mà đau sáng sớm dùng bằng sạch ngon chỗ chà vẫn tập bị khơi tức xong rồi dùng bụng mà đau bạn này hay trời đặt sạch ngon chỗ nữa chào cho mấy kêu bằng lại bao nhiêu ấy dương đặt cho môi đừng chịu môn đá rồi về rừng chà bánh to tới nấy dân đặt kêu dân đặt mà sao sụp nó chấm nồi mùi sập rìa thơm mật nấy dân đặt vô chia tổng ở đó pro anh nhưng mặt pra bị chênh tề nông sụp nấy đi kiếm đặt được tray gần là về
ngày này cũng đấy nhâm tham score so mình tách năm bây giờ nuôi chịt ba em á tam phân tư cà rốt chung môi nó cái ai chụp ấy về riêng ba em tự tự dày này riêng cái sam rồi ra hai bông bông nhâm trời đạm ba em tự chứ rồi tự tự dương về riêng tra này đã bị chặt chịt nhưng đã ẩm ba và hai chị cần lại là pre cà phê chà kêu kêu bóc nhám đặt tên này hay dương tập cái gì về mà mau xong dương mà bạc mưa mà đó dương cầu bạc chết đó bông phồn hay dương bật thoi pleo nó sao tích bông phọt chà tạm pleo tích bật tích bên này bà này nữa dương ngọ rung ngọ kia là hâm hâm tới phải hâm hâm pleo chăm một nên thì tịnh nhập mỏ bàn chà một nhìn tinh nhưng mà bật phơi mà đón lời nhưng mà bật phơi là bay rồng ngắt xa thì thay máy thì giờ phơi nó sạch đi tuần bạn này hay dừng chân tụng tiết tiết cả bán phơi vô bên này cả bàn chà này sụp mần mà mầm nằm chân bọc nhom đi rồi ra hai hạt cái này trời chỉ mùi nước nhom đã sai thông phố bật chia miên ở chia ruột chín ngắn bơ cầm lắng hai nâng chia bật đã sai phong đá rồi ấy miên mầm chân nằm chân hai chỉ mùi nước nhảy bọc bồn này học con trai bọc bồn là bạn tạm đang từ sinh video bọc nhom số bọc bồn chơi subscribe nâng chơi like phong nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.